bóng nha mọi người, chứ không phải là màu xám nhám đâu. Đó, màu xám ánh xanh thì nó là màu xám nhưng mà nó có ánh xanh nên nhà máy sẽ đặt tên nó là màu xám ánh xanh đó mọi người. Lời thất thoát người tìm lối khác về nơi thân lắm em có nhớ đâu bên nơi một người trắng nhóm em quay về đâu đây tìm gió gì vào hương đó có thấy bóng em về đâu xin tạm biệt em chúng bên người đến lâu ta như là mây cho mây cuối bầu trời chiều buông làm gió và còn nói nhiều lời đời không có em lời đó qua thầm tình trong tay tình yêu ta lại không trân trọng em đi cùng ai sao lại đau trong lòng xuyên vỡ ta vẫn kiếm tìm đời thao thác khi không còn yêu nhau Hello, xin chào tất cả mọi người quay trở lại với kênh Mạnh Mây Xe. Thì hôm nay Hoàng Mạnh tiếp tục lên sóng cho mọi người một em NVX. Đây là phiên bản thế hệ 2. Thì đây là cũng là cái bản màu giới hạn luôn nha mọi người. Thì đây là cái màu xám ánh xanh thì cũng rất là đẹp, thì cũng đang được nhiều bạn trẻ rất là ưa chuộng ha. Thì đối với dòng xe này là động cơ 155 VVA và được trang bị thêm là hệ thống thắng ABS và kèm thêm đó nữa là có những cái tính năng vô cùng là tiện lợi luôn nha mọi người. Thì bây giờ bắt đầu mình và mọi người cùng nhau khám phá thôi nha. Đầu tiên về phần mặt đồng hồ thì được trang bị full màn hình LED LCD, thể hiện những cái thông số rất là rõ rệt nha mọi người. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, mọi người hãy ngắm qua. Và trên cùm công tắc của mình thì nó sẽ có như là menu là để mình chỉnh trên cái đồng hồ của mình. Cái nút nó sẽ nằm ở ngay đây. Và cái này là bật pha đèn code pha. Và dưới đây là xi nhan của mình. Và ở đây là còi. Đó. Và bên đây là chế độ 3 giây tự tắt nha mọi người. Thì cái này là chế độ tiết kiệm xăng, gạt lên là mình sẽ tắt cái chế độ đó, mình muốn sử dụng thì mình sẽ gạt xuống nha. Và ở dưới đây thì cái công tắc bật đèn pha. Và ở dưới đây là cái nút đề, thì nó sẽ là one push start, có nghĩa là sẽ chạm một lần là sẽ nổ nha mọi người. Đó. Và nó có hiển thị cái đó, tính năng ABS trên đây nè mọi người. Đó. Rồi thì về phần đầu đèn thì mình thấy cũng khá là hài hòa. Đó, về phần cái phần tay lái của mình chứ. Đó, về phần cái mão nha. Về phần trước thì nó sẽ có thêm một cái mão chắn gió ngay đây cho mình. Thì xe NVX những cái đời mới hay đời trước thì nó đều có những cái mão này hết nha mọi người. Thì phía bên tay trái mình đây là tay thắng sau. Và bên đây nữa là tay thắng phải ha. Và trên xe ngay chỗ này thì nó sẽ để có một cái là BlueCore. Thì đây là động cơ BlueCore. Nó sẽ có như là bền nhất và tiết kiệm nhất và dễ sửa chữa nhất. Và phụ tùng thì nó cũng rất là dễ thay thế nữa mọi người. Rồi, về phần mặt nạ mọi người thấy không? Mặt nạ là màu xám rất là đẹp nha. Cái này nó là màu xám bóng nha mọi người, chứ không phải là màu xám nhám đâu. Đó, màu xám ánh xanh. Thì nó là màu xám, nhưng mà nó có ánh xanh nên nhà máy sẽ đặt tên nó là màu xám ánh xanh đó mọi người. Đó, dòm cái màu nè, đẹp không? Ở chính giữa thì nó sẽ có một cái mặt nạ nhựa đen như thế này. Ngay chỗ này có một cái logo Yamaha. Về phần pha đèn, thì pha đèn LED. Và nó liền khói từ trái sang phải nha mọi người. Và nó có đèn đờ mi cho mình nữa. Đó, cái đèn sương mù nó nằm trên đây. Ở dưới đây là đèn pha. Đó, về phần pha đèn thì cái xe này á, cái ngoại hình mọi người thấy á, là nó rất là hầm hố. Có nghĩa là cái dáng nó hơi bự á mọi người. Đó, nó có thể là mọi người sẽ suy nghĩ là cái xe này nó quá chịu bự so với tôi. Có thể là dành cho những người to con thôi. Rồi ok, bây giờ phần trước thì sẽ có hệ thống thắng ABS. Thì xe thì được trang bị là phuộc ống lồng nha mọi người. Đó, thì nó cũng hành trình cũng giống như bao cái phuộc khác thôi. Nhưng mà đối với dòng xe này á, thì cái phuộc á, mình thấy nó hơi yếu. Nên về có thể là nếu mà mọi người đi hay đi qua những cái hố gà nhiều á, thì có thể là mình cần nâng cấp cái cặp phuộc này lên. Hoặc là mình làm lại đó, để cho nhúng nó ngon hơn mọi người. Nhưng mà mình chạy hồi nãy mà mình trải nghiệm á, thì mình thấy nó hơi mềm một xíu. Rồi về cái phần thắng đĩa thì trang bị heo dầu chính hãng ha mọi người ha. Không có khắc logo nhà sản xuất nào hết. Thì ở dưới đây là cái thắng ABS của mình. Đó, cái này là cái cảm biến của nó mọi người. Còn cái này là cái đĩa xe. Xe thì được trang bị vỏ trước là 101/80/14. Đó, cái vỏ trước của nó là sẽ là vỏ không cuộn nha mọi người. Mọi người lưu ý giùm cho em nha. Cái khổ phần mâm này là màu sơn zin của nó nha. Đó, nó sơn màu vàng. Đó, màu vàng xanh rất là đẹp luôn. Nhiều người gọi là màu xanh, nhiều người gọi là màu vàng. Em thì em gọi là màu vàng nha mọi người. Đó, màu vàng nhạt á, kiểu như màu vàng nhạt vậy đó. Rồi về phần xi nhan á, phần xi nhan ngay cái phần cánh bẩn á thì nó sẽ nó nằm ở dưới đây nè mọi người. Đó, nói chung là nó cũng bo, nói chung là giờ mà thiết kế nó cũng vừa với cánh bẩn của mình. Đó, về phần tem ngay chỗ này cũng có cái logo Yamaha. Chỗ này thì có miếng tem xanh kéo xuống ngay khúc trên cánh yếm trên đây á, thì nó để là một
nó để là VVA nè mọi người, nghĩa là cam biến thiên á, nó giúp cho mình tăng tốc rất là mượt mà khi mình bọt ống ga lên ha. Về phần thảm chân, về phần thảm chân thì nó sẽ có một cái miếng thảm như vậy cho mình luôn, mình sẽ không cần mua thêm miếng thảm, còn nếu ai thích thì mình có thể mua thêm vẫn được ha. Đó, còn xe thì sẽ được đổ xăng là ở chính giữa nha mọi người, xe sẽ là đổ xăng ở chính giữa đó. Và xe này á, chạy tiêu hao nhiên liệu á, thì nó chỉ có là 100 cây tiêu ha, hao nhiên liệu là 2,19 lít thôi. Thì bình quân trong cái phân khúc mà xe ga mà động cơ trên 155 như thế này á, mà tiêu hao mức nhiên liệu như thế này á, thì nó cũng khá là ổn trong cái tầm phân khúc như thế này. Và xe này nó có tính năng nữa là One Boost Start, mọi người có thể á, không, cái này là, để mình đọc tiếng Anh thì mình không nhớ nữa, nhưng mà mình nhớ là nó có kết nối Bluetooth á với cái điện thoại của mình, khi mà mình chạy á thì nó sẽ hiển thị trên cái đồng hồ cho mình là người ta gọi mình á, là nó sẽ hiển thị lên, hay là tin nhắn tới á, thì nó sẽ hiển thị lên nha mọi người. Đó, cái này Wi-Fi Connect, Wi-Fi Connect, mình nhớ là Wi-Fi Connect. Đó, cái tính năng nó tính năng Wi-Fi Connect. Và xe á là luôn luôn được trang bị khóa thông minh nha mọi người. Đó, nó rất là sử dụng rất là dễ, là rất là tiện lợi cho mình. Đó, độ bảo mật nó cũng rất là an toàn cho mình. Và xe có thêm nữa là cái cổng sạc 12V. Thì nó nằm ở bên phía cái hộc bên đây nè mọi người. Đó, cái cổng sạc của nó. Đó, nó có cổng sạc 12V, nhưng mà mình sẽ mua cái đầu chuyển đổi ra cái đầu USB nha mọi người. Đó, nó sẽ quay được. Rồi, về phần sau thì xe này á, là động cơ 155 VVA, nó trang bị á, là cái bộ phận làm mát của nó là két nước nha mọi người. Thì nó sử dụng bằng dung dịch là bằng nước. Đó, đây là cái phần két nước của nó đây. Nó để những khúc này nó tản nhiệt cho nó dễ. Và cái phần bô của nó đây mọi người. Đó, bô rất là hầm hố luôn ha. Và dưới cái phần bô thì nó có cái bầu hơi đây. Đó, mọi người thấy không, cái bầu hơi của nó nè. Bình thường những cái bô bình thường nó chỉ có cổ bô thôi, nhưng mà những cái xe động cơ thế này thường nó sẽ có bầu hơi để nó giúp giữ hơi lại, để khi mà mình tăng ga lên nó không có bị hụt hơi, rất là ok. Và xe được trang bị phục zin theo xe, là có bình dầu luôn nha mọi người. Đó, để giúp cho mình nhúng y máy hơn. Đó, phục sau của nó đây, phục chính hãng. Thì ở đằng sau rồi nó sẽ có hai cặp phục nha mọi người, quên, hai cây phục chứ chứ không phải là một cây giống như mấy cái xe ga, xe Tega kia. Thì cái vỏ sau của nó là được trang bị là vỏ 140/70/14. Vỏ sau cũng khá là bự luôn. Thì những cái dòng xe mà phân khối lớn mà người ta trang bị cái vỏ bự như thế này á, để giúp cho mình á là bám đường tốt hơn nè. Đó, rồi hệ thống thắng ABS của nó thì nó sẽ giúp cho mình thắng nó đỡ trơn trượt hơn mọi người, và mình đi nó an toàn hơn. Và cái bầu gió này á nó bự thì nó giúp cho xe hút gió được nhiều hơn và tăng tốc nó mượt hơn. Và ngay cái lốc nồi của nó đây mọi người, ngay cái lốc nồi thì được có thêm một cái miếng nhựa để khi mà có xảy ra mà sự cố luôn va chạm hay gì á, mình thay thế cái này chi phí nó cũng rẻ hơn. Nói chung mà nó tản nhiệt nó cũng tốt nữa mọi người. Đó, giờ phần đuôi xe đây. Ok, đuôi xe thì tiếc cái là nó không có cản, nhưng mà mỗi lần xách đó là mình phải nắm vô đây mọi người. Đó, mình có thể về mình lên thêm một cái cản sau cũng được. Ok, về phần xi nhan thì cũng khá là được, cũng được, cũng ổn, không có đẹp lắm nhưng mà cũng ổn mọi người. Ok, đó, ngay chỗ này là có một miếng T155. Thì cái cốp xe này á là nó 27 lít vô 25 lít nha mọi người. Đó, 25 lít thì nó rất là rộng luôn. Đây, ok. Một cái cốp xe này mình có thể đựng được hai cái nón bảo hiểm, hoặc là một cái nón bảo hiểm full face cũng được. Cái bình điện thì nó nằm ngay đây nha mọi người. Ok, rất là cốp khá là rộng. Về phần yên xe được phần yên xe là hai tầng nha mọi người. Tầng ở dưới và tầng ở trên nó sẽ không có phẳng đâu nha. Nhưng mà được cái là da yên cao cấp, nó khá là ok cho mình. Ngồi nó rất là bám, da đó ngầu nó rất là bám, da nó da nhám. Rồi, ok mọi người, giờ tổng thể là cái xe nè, đó, rất là đẹp ha. Thì xe này thì hiện tại cuối tháng 7 này thì giá nó chỉ có 52 triệu thôi mọi người. Giá chỉ có 52 triệu thôi. Đối với dòng xe này các bạn muốn mua góp á, thì chỉ cần trả trước á, tầm khoảng từ 8 triệu trở lên thôi là các bạn có thể mua được rồi. Và thủ tục cũng rất là đơn giản nha các bạn. Chỉ cần cái chứng minh với bằng lái, hoặc chứng minh với hộ khẩu, hoặc là căn cước công dân có chip là mọi người có thể mua được rồi. Hoặc là một cái chứng minh không các bạn cũng có thể mua được. Đó, nói đơn giản thôi, các bạn có chứng minh đủ 18 tuổi là bạn mua được, hoặc là có căn cước công dân có chip là các bạn mua được. Và thủ tục thì làm trong vòng tầm khoảng từ 25 đến 30 phút các bạn có thể nhận xe ngay luôn rồi ha, nhận xe trong ngày luôn. Thì đối với dòng xe Navis thì nó sẽ được có chế độ là được bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km. Thì hiện tại các bạn mua tại hệ thống bên mình á thì sẽ được những combo quà trị giá 1 triệu đồng, và kèm theo với đó nữa là những bạn nào ở xa đi xuống nha thì sẽ được hỗ trợ thêm tiền xăng xe. Đó, thì các bạn cần tư vấn thì cứ ghép Zalo dùm cho Mạnh là
0358650329 nha. Đó, mình đọc lại giùm cho các bạn nha. 0358650329. Rồi, ok các bạn, thì khi mà mình quay một cái xe này lên á thì sẽ có người thích và những người không thích. Đó, tại vì mỗi cá nhân quan điểm nó sẽ khác nhau. Nhưng mà các bạn cảm thấy mình muốn xem video này thì mình xem, còn nếu không muốn xem thì mình có thể lướt qua. Vì đâu đó thì một cái gì đó sẽ có người thích và những người không thích. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Và hãy nhớ like nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn mọi người gặp lại các video tiếp theo nha. Bye bye, chào tạm biệt mọi người.